anh Trần Minh Tiến ở xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nhanh chóng đeo găng tay chân, vác theo đồ nghề, chuẩn bị lội xuống kênh soi bà khía. 7-8 năm nay, đây là công việc chính giúp người đàn ông 27 tuổi này có thu nhập nuôi sống gia đình. Chỉ cần chiếc canh nhựa khoét lỗ cùng cây xeo, đen đổi đầu và bao tay là có thể len lỏi vào rừng để săn bà khía. Khi ba khía thấy người chạy vội vào hang, người bắt sẽ dùng cây xeo để chặn hang lại, không cho bà khía bò sâu vào trong để dễ bắt. Nước lớn đầy nó leo cây á, ừ. à, là nó đu leo nhận được đúng rồi. Ừ. Là nó đu khi khi là một góc vậy đó là một hai ký vẫn có hai ba ký luôn. Ừ. À, nhưng mà bây giờ thì cái đó là hiếm lắm. Lớn lên cùng cha mẹ làm nghề bắt bà khía, Em Tạ Văn Bi, 13 tuổi, nhưng đã kiếm ra tiền nhờ gia nhập đội quân soi bà khía đêm. Học hết lớp 5, do nhà nghèo, Bi đã phải nghỉ học, nhưng cơ hội đến trường cho em gái. Ít nói, nhưng Bi rất nhanh nhẹn trong công cuộc mưu sinh. Mẹ Bi ngồi trên vỏ lãi, bơi theo để rọi đèn, hỗ trợ Bi bắt bà khía. Màn đêm đặc quánh, bao trùm cảnh rừng nước, chỉ có Bi và mẹ bị bỏm giữa đêm khuya để bắt từng con ba khía bán đổi lấy gạo vào sáng hôm sau. Mỗi đêm theo mẹ đi bắt ba khía, Bi bắt được từ 3 đến 5 ký. Khi có ba khía hội, số lượng ba khía bắt được lên tới hàng chục ký. Với giá dao động từ 30 đến 40 ngàn đồng, trung bình mỗi đêm, Bi cùng mẹ cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng để trang trải cho cuộc sống.